Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop cùng 8 đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thất thoát gần 116 tỷ đồng cho Sài Gòn Coop. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra xác định số tiền 3.000 tỷ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Sài Gòn Coop có nguồn gốc vay từ ngân hàng, chủ yếu đến từ công ty bất động sản Sài Gòn Vina 1.000 tỷ đồng, công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An 800 tỷ đồng, công ty Thùy Dương Đức Bình 750 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Minh 150 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Hùng Anh 150 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới 150 tỷ đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Diệp Dũng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tối 8 tháng 4, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom cho biết tìm thấy thi thể một nạn nhân đuối nước tại hồ Trị An, đoạn qua xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trước đó khoảng 17 giờ cùng ngày có tin báo hai thanh niên bị đuối nước tại khu vực hồ Trị An và lập tức lực lượng cứu nạn đến hiện trường cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ 15 phút thi thể của em D 18 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom được tìm thấy. Hiện nạn nhân còn lại là em B 16 tuổi cùng ngụ xã Cây Gáo vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đột kích nhiều quán bia club ở phố đi bộ Bùi Viện. Kiểm tra căn phòng ở tầng 1 của quán bia club Volcano ở số 70 Bùi Viện, Công an phát hiện 200 vỏ bóng và bình khí N20 nghi là bóng cười, bơm để bán cho khách và hàng chục bình thuốc shisha. Quản lý của quán không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Công an đã đưa 8 khách có dấu hiệu sử dụng chất ma túy về trụ sở để làm việc, đồng thời lập biên bản xử phạt quán với các lỗi vi phạm khác. Cùng thời điểm tổ công tác ập vào kiểm tra quán bia Club Space Bar ở số 105 Bùi Viện, tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện các lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tạm giữ và bàn giao cho công an phường Phạm Ngũ Lão nhiều bình thuốc shisha chưa rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội để xử lý theo quy định, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên cho thành phố. Tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết dài 99 km với điểm đầu nằm trên đoạn tuyến nối từ quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh thuộc tỉnh Bình Thuận và điểm cuối tại vị trí kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, sau khi hoàn thành giúp rút ngắn 50% thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm du lịch Phan Thiết Mũi Né, còn 2 đến 2,5 giờ chạy xe, giúp giảm tải áp lực cho tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1A, đồng thời tác động rất lớn đối với sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2020, hiện đang vào giai đoạn nước rút. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn như thảm nhựa tạo nhám, lắp đặt giải phân cách, hàng rào, hệ thống thoát nước, kè ta luy hai bên đường để đưa tuyến cao tốc vào phục vụ người dân đúng vào dịp lễ 30 tháng 4. Rạng sáng 9 tháng 4, cảnh sát Pháp cho biết một tòa nhà ở quận trung tâm La Plaine ở thành phố cảng miền Nam Marseille đã bị sập, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người trong vụ tai nạn. Theo hãng tin AFP, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa các tuyến đường phố xung quanh tòa nhà bị sập và triển khai các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Các nhân chứng sống tại khu vực cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn như tiếng nổ. Nhiều tòa nhà ở thành phố Marseille đã xuống cấp nghiêm trọng và chưa được nâng cấp kịp thời. Nhà chức trách Thái Lan cho biết vụ nổ súng xảy ra cuối giờ chiều 8 tháng 4 tại huyện Kirirathnikam thuộc tỉnh Surat Thani, cách thủ đô Bangkok 600 km về phía nam, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Truyền thông sở tại đưa tin vụ nổ súng xảy ra gần nhà của một người từng là trưởng thôn. Lực lượng chức năng vẫn đang truy lùng thủ phạm. Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và liên tục chứng kiến các vụ bạo lực súng đạn trong 12 tháng qua.
Ngày 8 tháng 4, quan chức địa phương cho biết ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 7 tháng 4 nhằm vào một trại tị nạn ở miền trung Bắc Nigeria. Đây là vụ thảm sát thứ hai ở khu vực trong tuần này. Vụ tấn công nhằm vào một trường học là nơi ở của các gia đình di tản ở bang Benue. Hiện chưa rõ động cơ của các vụ tấn công đẫm máu này, nhưng chính quyền địa phương đã đổ lỗi cho những người chăn nuôi du mục thuộc nhóm dân tộc Fulani. Nhóm cộng đồng từ lâu đã đụng độ với những nông dân định cư ở bang Benue về quyền tiếp cận đất đai và tài nguyên.